Rồi, xin chào tất cả anh chị, các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái bình chữa cháy cũng thanh lý của cái công ty. Thì mình bán cho các bạn giá rẻ, những bạn nào mà doanh nghiệp hay công ty gì có thể mua về xài giá rẻ nha các bạn. Này thì nó còn mới tinh đây. Chữa cháy còn mới tinh đây. Đó. Mới tinh nha các bạn. Còn trong cái vạch xanh còn niêm phong đầy đủ nha các bạn. Ship cho tận nơi, tận nơi nha các bạn. Nào ở Bình Dương hay Bình Phước thì mình sẽ ship hàng tận nơi. Còn các bạn ở xa thì các bạn hãy chịu tiền ship nha. Các bạn nào mà ở gần đây thì ở gần gần đây thì cũng có thể tới tận nơi của mình để mua. Mình ở Bù Bàng nha các bạn, Bù Bàng Bình Dương. Rồi, các bạn nào có nhu cầu thì gọi cho mình nha. Một bình là 100 ngàn, hai bình 200 nha các bạn. 200k tặng luôn cái đồ để tiện lợi nha. Có cái tay xịt luôn mình, cái tay xịt luôn. Mấy cái mình biết là mấy cái doanh nghiệp hay là công ty rồi đó, người ta bắt buộc phải có bình chữa cháy nha các bạn. Ai mở mà công
ty hay là doanh nghiệp gì đó, nếu mà cần thiếu mình chữa cháy thì liên hệ với mình nha. 200k một bình là 100k.